Ơi chào cả nhà nha. Mình lại gặp nhau. Mình là tên Thảo nha mấy bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ nhỏ nhỏ cắm cái vỏ đây. Ví dụ như nhiều lúc mấy bạn cắm cái bình á thì mình thay cái vỏ đây bằng cái bình bình á, mình cắm mình để trên bàn thờ nha các bạn. Rồi, mình chuẩn bị cho mình cái vỏ hoặc là cái bình gì á. Rồi, cái cục phom này nhớ mình ngâm nước, mình bọc cái giấy trong viên mình này để nó giữ nước lại cái độ bền nó bông đó. Còn nhiều lúc mình mà có thuốc dưỡng ho, mình bỏ vô cái nước rồi mình ngâm cho cái cục phom nó hút vô luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình chấm nha. Chuẩn bị khoảng bó thêm chút nha mấy bạn. Thì chút đây mình cắt cái đầu nó đi cho nó khỏi vàng cái lá lên trên. Tại những cái clip trước đó mình cũng muốn cho mọi người thấy mấy cái lá như này, thứ nhất là nó cũng hơi có cái rễ mà cái còn mình cắm nó đẹp mà nó bền nữa. Thôi mình chia sẻ cho mọi người lấy cái lá đây mình một những người bạn thích cắm lá nào mình cắm. Đây là lá bất hợp như này. Rồi gần cái lá là lá nhiệt quế. Còn lá này lá nuôi trồng như vậy. Còn cái nền lá mình là cắm gì cái nền lá còn không rồi vậy. Rồi cái nền lá này mình cũng cắm đơn giản thì thôi. Còn mình mấy cái clip trước mình cũng muốn chọn mọi người á là lá mình cắm nó ngồi á, còn ở chính giữa mình để dành mình cắm bông nha. Rồi cái đen mặt trước của nó còn mặt sau á mình muốn làm nó mỹ thì nãy giờ cũng còn có cái form á. Mình lấy con mình mua con 5-6 lá lan nha, mình cuốn hơn sao cho nó chia loại nha. Cho nó thẩm mỹ nó đẹp. Thứ nhất là mình cuốn lên sao để nó có tác dụng á. Thứ nhất là thẩm mỹ, thứ hai là cho cái khỏi hơi nước á nó bốc lên là cái cục phong của mình nó nhanh khô á. Rồi, giờ bây giờ mình chấp phong lên đây. Đây là cái đây mình nhớ mình mua cho mình con dao đây khoảng 1.2 triệu 12k. Để mình gọt cái góc cho nó khỏi bị bể mạch nước á. Bây giờ mình gọt nhớ gọt chứ 45 độ cái này thấy không, mình cái con dao đi nó sắc á, mình gọt cái là cái mạch ở trong này nó không có bể. Còn cái kéo á mình cắt mấy cái ho mà nó có mạch nước á là nó nhanh bể nhanh tàn. Nhớ xéo góc nha. Ổn bó cũng phi liếc này nha các bạn.
đi, hôm nay canh của nữ nha. Còn mà mấy cái hồng đi mình cũng cắm ở đây rồi, xong mình cắm lên cái nang cũng được. Để mình cắm thì cũng nói chung là cũng xấu rồi, mình biết gì mà chia sẻ mọi người cái đó. Còn mấy bạn, mấy bạn là có ý kiến ý cò gì nhớ bình luận ở dưới nha.
rồi cái gì mình không hiểu gì mình trả lời cho, còn mà có góp ý thôi thì góp ý cho mình nha. Tại phụ nữ đó mình mua thường thường một bó nó thường năm số cành gì mình cắm tới hết luôn, chứ mình để cho anh ta cành những làm gì mình cắm cho nó khỏi cái này nha. Nãy mình cắm cái dây còn đây nè, mấy lá đi chồn mình cắm giữa đi mày. Rồi còn đây là mình có bi thì mình cắm bi, còn mấy bạn mà không có mình cắm những cái thiên chỉ như những cái hòm này, nó thấy mình thấy nó giờ lộ lỗ không? Mình đạp vô hoa bi hoặc là sa lim hoặc là cái gì đó để vào nha. Mình cắm nó lên, nhớ mình giữ lại hay không rồi để nó đớt nó ngã luôn rồi xong phim luôn á. Okay. Chỗ mình cắm đơn giản gì sơ sơ vậy thôi nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Cả nhà nhớ like và subscribe cho Hoa Đại Dương nha. Nhớ cẩn thận giữ lại không rồi nó vỡ luôn á.